Rồi. Ta sẽ sang lý thuyết chương 2 carbohydrates. Được chưa? Thì ở trong cái phần mà lý thuyết chương 2 thì chúng ta sẽ phải có đầu tiên là phải khái niệm carbohydrate là gì. Được chưa? Thứ nhất, khái niệm. Khái niệm carbohydrate là gì? Thì carbohydrate nó là hợp chất hữu cơ tạp chất. Hữu cơ tạp chất. Được chưa? Carbohydrate là hợp chất hữu cơ tạp chất nhá. Mà nó có công thức tổng quát. Nó có công thức tổng quát là CnH2O tất cả m lần. Thầy lấy ví dụ C6H12O6, C12H22O11, C6H10O5 tất cả n lần. Đây là những cái carbohydrate mà chúng ta sẽ học ở trong chương trình hóa học lớp 12 nhá. Thế thì để đi vào sâu hơn về carbohydrate thì chúng ta cần phải có phân loại carbohydrate. Đấy, chúng ta cùng đi vào phần tiếp theo, phần phân loại carbohydrate nhá. Thì carbohydrate của chúng ta được phân loại thành 3 loại chính nhá. Carbohydrate của chúng ta được phân loại thành tổng cộng là chúng ta có 3 loại chính. 3 loại chính của carbohydrate được phân loại kỹ càng như sau ạ. Thứ nhất nhá. Thứ nhất là monosaccharide. A nhỏ. Monosaccharide. Thế thì cái từ mono là gì? Đấy, mono có nghĩa là một nhá. Saccharide là vòng đường. Monosaccharide là một vòng đường. Được chưa? Monosaccharide công thức là C6H12O6. Nó bao gồm hai anh là anh glucose và anh fructose. Hai anh này là đồng phân của nhau nhá. Hai anh này là đồng phân của nhau, có cùng công thức phân tử là C6H12O6. Được chưa? Và monosaccharide này thì lưu ý cho thầy, nó là không thủy phân. Học cho tính chất học mình sẽ biết nhá. Cái này thầy chỉ ghi vào thôi. Mình cứ ghi vào thôi cho đủ. Ok chưa? B nhỏ là mình sang disaccharide. B nhỏ disaccharide. Công thức phân tử C12H22O11 nó bao gồm hai anh là saccharose và maltose. Hai anh này cũng là đồng phân của nhau nhá. Hai anh này cũng là đồng phân của nhau. Đấy, lưu ý. Và bắt đầu từ anh disaccharide thì nó sẽ có phản ứng thủy phân. Thủy phân. Nhưng tụi này phải thủy phân trong môi trường axit cơ, chứ trong môi trường kiềm là không thủy phân. Các bạn dễ bị lừa lắm. Nhưng mà đến cái lúc phần tính chất học thì sẽ nói kỹ hơn nhá, nên cứ yên tâm. Và cuối cùng là tụi polysaccharide. Công thức phân tử C6H10O5 tất cả n lần, bao gồm tinh bột và cellulose. Lưu ý hai anh này không phải là đồng phân của nhau. Đấy. Do cái N nó khác nhau. Đến kỹ ở hai cái bài này thì thầy sẽ nói nhá. Do cái N nó khác nhau nên nó không phải là đồng phân của nhau nhá. Và bọn này cũng vẫn là thủy phân trong môi trường axit.
Được chưa? Cũng vẫn thủy phân trong môi trường axit. Đấy nhá. Các bạn cần lưu ý điều đó thật kỹ. Ok ạ. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo. Thì là cái nội dung chính của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ học với anh đầu tiên, anh monosaccharide. Đấy, anh C6H12O6 này. Đấy, bài đầu tiên chúng ta là bài số 1. Glucose và fructose. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ học đặc điểm cấu tạo của glucose và fructose. Đấy, thì cái này là cái trọng tâm đấy. Cái này là cái trọng tâm và nó là cái mà cực kỳ quan trọng nhá, các bạn phải học thật kỹ, được không ạ? Ok ạ. Bây giờ chúng ta sang phần trọng tâm này. Ta sẽ có đầu tiên về glucose. Đặc điểm cấu tạo. A nhỏ glucose. Các bạn lưu ý rằng là glucose của chúng ta thì nó có hai dạng mạch nhé. Một là dạng mạch thở và hai là dạng mạch vòng. Có hai dạng mạch. Một là mạch thở, hai là mạch vòng. Trong đó dạng mạch vòng là dạng tồn tại chủ yếu. Nhá. Đấy, nhớ cái từ chốt. Được chưa? Dạng mạch vỡ hở là dạng mạch mà chúng ta viết ra thôi. Người ta nhớ thôi. Đấy, thế thì bây giờ cái kỹ thuật đầu tiên này, dấu sao thứ nhất này là về dạng mạch vòng. Glucose của chúng ta có hai dạng mạch vòng chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Hai dạng mạch vòng alpha và beta chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Được chưa? Bạn quan sát nha, bây giờ thầy hướng dẫn các bạn vẽ nha. Nhìn kỹ này, đầu tiên ta sẽ vẽ rạch mạch vòng alpha. Các bạn hãy nhìn vào đây và tưởng tượng cho thầy một con chó đang té bệnh ở gốc cây nhá. Gọi là con chó đái. Đây là mắt con chó. Được chưa? Con chó thì có mấy chân? Con chó thì có mấy chân ạ? Con chó thì nó sẽ có 4 chân đúng không? 4 chân này. Chân 1, chân 2, chân 3. Các bạn đã nhìn thấy con chó tè bao giờ chưa? Con chó tè thì nó sẽ có một chân của nó phải làm sao? Giơ lên, gọi là hếch lên để nó tè vào cái gốc cây. Đúng chưa? Thế thì con chó thì nó phải có đuôi chó, đúng không? Đây cái đuôi của nó đây, cái đuôi của nó ngoe ngoải. CH2OH, nhìn thấy cái đuôi chưa? Đấy, đây là thầy hướng dẫn cho người ta vẽ con chó tè. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ con chó tè. Ok chưa? Ok chưa? Thầy đánh số nhá, thầy đánh số C nhá. Đây, thầy đánh số C ạ. Đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5, đây là 6. 6C, nhìn thấy chưa? Ok chưa? Thế thì ở đây cái thằng này này là cái thằng OH đặc biệt. Thằng này nó chính là OH hemiacetan. Nhá. Thằng này chính là nhóm OH hemiacetan. Đấy, các bạn nhớ chưa? Bây giờ mình nhớ cái dạng mạch alpha glu. Thì các bạn cứ nhớ cho thầy con chó tè. Con chó tè có 4 cái chân. Thì trong đó 3 chân để giữ thăng bằng, 1 chân thì hếch lên. Để làm gì? Để tè. Nó phải có đuôi. Và đuôi của nó thì ngoe ngoải. Đúng không? Các em có nhìn thấy con chó tè nào mà cái đuôi của nó cụp xuống không? Cái đuôi nó phải dựng lên chứ, đúng không? Ok chưa? Hiểu chưa? Thì cô sẽ yêu cầu vẽ cả H.
Thì các em cứ vẽ được xong những cái chân đấy, bốn cái chân này đi, thì các em thằng còn lại nó sẽ là H đúng không? Đủ hóa trị thì đây sẽ là H này. Đúng không? Thầy không vẽ nữa, vẽ thì sẽ làm các em rối. Đây. Những thằng còn lại làm sao cho đủ hóa trị? Điền H nó chỉ để đủ hóa trị thôi, thì các bạn cứ điền vào thôi. Nhá, thầy không điền. Thì cái đứt đứt đấy để các em tưởng tượng là nó có H ở đây. Được không ạ? Thì sau đó giả sử thầy cô mà có bắt vẽ thì mình vẽ thêm H đây này. H. Đấy. Là đủ chưa? H vào chỉ để đủ thôi mà. Đúng chưa? Đấy. Nếu thầy cô yêu cầu vẽ thêm H thì mình vẽ thêm H nữa là đủ. Mình vẽ thêm H rối lắm. Đúng không? Mình cứ bỏ H đi cho nhà. Nhá, đấy là xong gốc alpha của glucose. Được chưa? Thế thằng beta của glucose thì nó khác gì thằng alpha? Này các bạn theo dõi này. Thì nó chỉ khác ở cái chỗ chân này thôi. Đây các bạn nhìn nhá. Đây là beta này, giờ alpha này. À sorry, alpha này, bây giờ đến beta này. Vẫn là có hai mặt. Ok chưa? Các em nhìn nha, nhóm OH hemiacetan đây là alpha. Thì beta thì cái nhóm OH hemiacetan này nó ngược lại, nó nằm ở bên trên. Còn tất cả vẫn giữ y nguyên, y xì như thằng alpha. Được chưa? Mọi thứ vẫn y xì như thằng alpha. Chỉ khác mỗi thằng OH hemiacetan thôi. Còn mọi thứ đóng khuôn y xì. Đấy. Đánh số vẫn y xì. 1 2 3 4 5 6. Và anh này là OH hemiacetan. Thầy nối luôn đây. Là OH hemiacetan. Là OH hemiacetan. Được chưa? Đây là thằng beta glucose. Beta glucose. Được chưa? Cái anh OH hemiacetan tại sao nó lại là OH hemiacetan? Tại vì thế này này. Là ở bên trong dung dịch hoặc ở bên trong trạng thái tinh thể thì cái OH hemiacetan này nó rất dễ bị chuyển đổi nhá. Cái mạch này nó rất dễ bị chuyển đổi. Do cái thằng OH hemiacetan này nó kém bền. Được không? Nó dễ chuyển đổi để mở cái vòng ra nhá. Để tạo thành anh này này, khi nó mở ra này thì anh này là O này lấy H này. O lấy H này. Được chưa? Thế này, thằng O này lấy H của thằng này. Nhá. Thế thì anh này thì còn gì? CHO. Được chưa? Còn lại mọi thằng OH vẫn giữ nguyên. Đây vẫn là CH2OH này. Đây vẫn OH này. Đây vẫn OH này. Và đây vẫn OH. Là thì cái thằng OH hemiacetan nó đặc biệt là bởi vì tại sao nó lại tên là OH hemiacetan? Tại vì nó dễ bị mở vòng. Và khi mở vòng thì OH hemiacetan biến thành nhóm chó. Này, nhóm chó này. Acetan. Đúng chưa? Chó. Đúng không? Aldehyde. Nhá. Ok chưa? Đây là con chó này đang há miệng ra đòi cắn. Nhá. Đấy là cái đặc biệt của OH hemiacetan. Được chưa? Bạn nhìn rõ chưa? Ấm áp chưa? Đấy là mở vòng nhá. Đây là dạng mạch vòng nhá. Mạch vòng mình phải nắm được nhá. Sau đó mình sang dạng mạch hở. Các bạn vẽ vào vở đấy. Sau đó ta sang dạng mạch hở. Dấu sao? Dạng mạch hở. Dạng mạch hở của thằng glucose thì bạn lưu ý này, các bạn nhìn kỹ đặc điểm này. Nhóm OH ở vị trí C số 1, vị trí C số 2 và vị trí C số 4 là nằm cùng phía. Riêng có đặc biệt nhóm OH của vị trí C số 3 là nằm khác phía, đúng không? Đấy là với thằng alpha nhá. Thế lúc nào là thằng OH của thằng ở vị trí số 3 nó cũng nằm ngược lại các phía với những thằng OH còn lại thì dạng mạch hở đây là chó đây. Đúng chưa? Thì đây là vị trí số 3 này. Đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5, đây là 6. Đấy. Thì cái thằng OH của vị trí C số 3 nó nằm ngược phía với những thằng còn lại.
là xong. Vậy mình sẽ có đây. CHO ở trên này. Được chưa? Đây là thằng số 1. Nhá. Thằng số 2 này. OH này. Đây thằng số 2. Thằng số 3 nghịch lại. OH này, đây HO này. Thằng số 4 bình thường. Đây 3, đây 4, OH cùng phía. Thằng số 5 bình thường. OH cùng phía. Thằng số 6 CH2OH. Được chưa? Đấy. Thế đặc điểm của cái thằng hở này này là gì đấy? Có thằng OH số 3 nằm khác phía so với những thằng còn lại. Thế thôi, để vẽ mạch hở. Mạch hở mình ít khi mình vẽ lắm nhá. Ok chưa? Đấy, các bạn ghi lại vào vở nhá. Fructose. Fructose cũng tương tự như glucose thì nó cũng tồn tại ở hai dạng mạch. Mạch hở và dạng mạch vòng. Dạng mạch vòng cũng là dạng tồn tại chủ yếu. Ta sẽ xét dạng mạch hở trước. Sau đây ta sẽ xét dạng mạch vòng trước. Dạng mạch vòng trước. Thế thì dạng mạch vòng của cái thằng fructose này khác cái dạng mạch vòng của glucose. Dạng mạch vòng của fructose này, vòng của glucose là vòng 5 cạnh. Sorry, là vòng 6 cạnh. Đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Thế còn vòng của fructose là dạng mạch vòng này chỉ có 5 cạnh. Được chưa? Các em tưởng tượng nha. Cùng thế mình tưởng tượng này. Tưởng tượng, các bạn đã bao giờ xem cơm cúng chưa? Đấy, các bạn tưởng tượng đây là đĩa xôi. Cơm cúng ấy. Thì lúc nào cũng có đĩa xôi. Đúng không? Đây là quả trứng. Đây là cái bát này, đúng không? Thì lúc nào cũng phải đầy ú ụ lên nhá. Thì đây là cái đĩa xôi, đây là cái bát xôi, được gọi là bát cơm đi. Bát cơm trắng nó phải đầy ú ụ lên. Xong có quả trứng ở giữa, đúng chưa? Thế để kẹp giữa hai quả trứng này. Đấy, kẹp giữa hai quả trứng này thì phải có hai cái đũa. Đúng chưa? Hai cái đũa kẹp giữa hai quả trứng này, bát cơm cúng này. Ok chưa? Đấy nhá. Đây là số 1, đây là số 2. Đây OH đây. Được chưa? OH ở đây ạ. OH số 3 lại bị ngược. Lúc nào là OH số 3 sẽ ngược. Đây số 3. OH số 4. Xong. Ngon lành. Đây 4. Đây 5. Đây 6. Và anh này ở vị trí số 2 này, nó là gì? Nó là OH hemiketan, chứ không phải là hemiacetan nhé. Đây là nhóm OH hemiketan. Được chưa? Chứ không phải OH hemiacetan. Khác nhau nhá. Đây là alpha fructose này. Alpha fructose. Thằng beta thì cái nhóm OH hemiketan nó ngược lại. Nhá, đây ạ. OH hemiketan nó ngược lại. Mình cần nhớ thằng alpha là ấm rồi. Ok chưa? Đây nó sẽ ngược lại như này. OH ở trên. CH2OH ở dưới. Còn lại mọi thứ nó vẫn bình thường. OH OH CH2 OH vẫn đánh số 1. Sorry, lỗi. 1 ở đây. 1 2 3 4 5 6. Được chưa? Và anh này vẫn là OH hemiketan. Nhá. Vẫn là OH
hemiketa. Được chưa? Ok chưa? Thế thì bây giờ chúng ta phải lưu ý là tại sao cái anh OH này lại gọi là OH hemiketan chứ không phải là OH hemiacetan. Đấy. Tại vì nhá, khi mở vòng, khi mở vòng, đây thì vẽ cái dạng mở vòng để bạn nhìn. Khi mở vòng thì cái anh này nó không còn là ở vị trí là CSO nữa, mà nó lại chuyển thành ketone. Đấy, nên nó gọi là hemiketa. Đây, chúng ta sẽ có dạng mạch hở. Mạch hở nhá. Ta sẽ có này. CH2OH. Ồ, đấy. Đây là CO không nằm ở đầu nữa nhá. Đây là thằng số 1, đây là thằng số 2. OH này nghịch. Đây là thằng số 3, đây là thằng số 4. OH đây. Được chưa? Đây là thằng số 5. Và thằng số 6. Được chưa? Đấy. Thì nó không còn là ketone nữa. À, không còn là anhydride nữa, mà nó thành là ketone. Đấy, nên gọi là hemiketan, ketone, đúng chưa? Acetan, anhydride, ketone, ketan. Đấy, các em nghe thì nó giống giống nhau. Ok chưa? Đấy nhá, thế bây giờ chú ý này. Thế lưu ý này. Lưu ý. Lưu ý. Thứ nhất là lưu ý về glucose. Thì dạng mạch vòng 6 cạnh. Đúng chưa? Bạn nhìn thấy không? Đây glucose này, vòng 6 cạnh này, mấy nhóm hóa liền kề nhỉ? 1 2 3 4 5 6. Đúng không? Có mở vòng này thì 1 2 3 4 5, đúng không? Nên mình chỉ cần nói là có OH liền kề này. Có OH liền kề. Đúng chưa? Dạng mạch mở vòng hay là dạng mạch hở đấy. Mạch hở đây ạ. Mấy nhóm OH liền kề? 1 2 3 4 5, 5 nhóm OH liền kề và một con chó. 5 nhóm OH liền kề và một con chó. Được chưa? Đấy là glucose. Tiếp theo là lưu ý với anh fructose. Dạng mạch vòng là 5 cạnh. Cũng có OH liền kề. Dạng mạch hở mấy OH liền kề đây? 1 2 3 4, 4 OH liền kề. 5 nhóm OH nhưng mà 4 OH liền kề nhá, ghi rõ là 5 nhóm OH vẫn có 5 nhóm OH. Nhưng mà ngoài ra hơn 4 thằng OH liền kề. Đúng chưa? Và có một thằng CO. Ok chưa? Đấy. Đây là lưu ý cho toàn bộ cái phần này của chúng ta. Ok ạ. Tiếp nữa nha, là trong môi cường trường kiềm, dấu sao đỏ luôn. Trong môi trường kiềm là môi trường OH đấy, thì glucose và fructose có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Fructose chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Đấy nhá, rất quan trọng. Được chưa ạ? Được chưa ạ?